Đây rồi, khu thương mại đây rồi các bác ơi. Ngay bên cánh phải của triển lãm nha các bác nhé. Từ đi một vòng xem nào nó rộng cỡ nào nha các bác nhé. Để anh em còn chuẩn bị tiền nong lên chiến đấu. Ngoài này thì ổn định tương đối rồi. Bán sớm rồi còn kiếm sớm. Sau đấy mới là đến thảm đỏ. Ôi giời. Chờ tí. Đẹp đấy, nhiều cây đẹp. Chỗ đấy nhiều cô đẹp đấy. Đã gặp anh em rồi đấy. Ái xa xa, ui xa ôi, tiền đâu mà đi mua bây giờ. Nhìn là thấy đồ chất rồi. Anh em Hà Đông đây rồi. Anh em Hà Đông đây rồi. Anh em Hà Đông lại làm vừa làm đó bên này rồi. Đi một vòng các bác nhá. Toàn cột chất các bạn. Nhìn chỗ này đi mình mới ngại chứ nó nhiều cây đẹp quá nó mới chất dở. Đang cưỡi ngựa xem hoa tí nhá các bạn ở nhà nhá. Nó còn dài mà, chương trình kéo dài rất dài. Anh em cứ chuẩn bị sức khỏe, chuẩn bị tiền nong thôi. Hơi nhanh tí chóng mặt các bạn. Đấy, không đi ngựa mặt đường mà còn sâu ở trong bên kia nữa. Tiền rồi kích đường ở đây có một cái đường vòng quanh nữa nhưng không biết ở bên cánh kia bên kia cánh trái bên kia có bày không, có thương mại không, nhưng mà hiện tại là bên này đang rất là xô rồi. À, rất xô. Làm phát vòng bên này phát xem nào. Dao kéo các thứ này. À đây còn một nhánh nữa đây. Để tạt vào đây phát. Chờ các bác chờ một xíu. Đây. Tạt vào đây. Đây. Còn một ngách ở đây. Đường ô bàn cờ. Đó. Đột chậu các thứ có hết. À giờ ngồi đây à. Bắt được rồi nhá. À, bịt kín mít thế này ông nhận ra. Ok. Đỡ rồi, còn đằng này nữa. Cứ lấy hết lượt cho cô bác mình hưởng mường tượng hình dung. Còn bên trong này này, đi vòng quanh kia là trưng bày đằng trước mặt của cái tòa này này. Ấy giờ thoải mái mà bơi đi. Có lẽ là 100 tỷ ra đây thì cũng hết thôi. Đã đi thì đi cho hết. Ui xời, có cô đẹp đấy. Cuối chợ mà có cô đẹp đấy. Anh em ạ. Quay lại nhá. Chúng tôi cưỡi ngựa xem hoa chóng mặt tí nhá. Cả nhà đã hình dung lượng tiền phải mang đi để mua chưa? Tả lao quá. Tôi lại đỗ chỗ người quen, chỗ Cường Nguyễn tí làm ấm trà, điếu thuốc. Bây giờ tác nghiệp ở đây thì nó gọi là xác định là mát máy rồi. Không thể nào mà một sớm một chiều được. Bến đỗ. Ui giời, nhiều cây hoàn thiện phết đấy chứ. Đây là cả dãy luôn à. Làm ăn lớn đấy nha.
Thế có bây giờ có đá đưa chở Vạn Phúc được không? Có chứ. Vẫn phải vậy. À kia đây gì? Cái này có thấy chụp ảnh rồi. Có thấy ở trên Face rồi. Chụp ảnh ngu lắm. Ừ, già, cái này già. Này nuôi sướng này. Cốt chậu. Cái cốt này nó lại kiểu nở nở nuôi sướng. Mặt chơi mặt kia. Sổ giá cái này thế nào đấy để nhận. Đấy, cứ anh em yêu đấy, cứ anh em trên mạng biết tham khảo thì còn yêu thương thì cứ liên hệ cái lại có giá nội bộ ngay. Tứ Hải Gia Huynh Đệ 22 triệu. Chậu luôn này. Cốt rất lành đây, nuôi sướng lắm, con già nó có chậu nuôi cây đói cắt xong nó bứt ra khủng khiếp luôn. Mấy vẻ đẹp lắm. Ừ. Anh em ra đây đã hình dung được phải mang bao tiền ra đây chưa? Đi một vòng thấy mình nhỏ bé quá. Chăm ra đây thì không. Chăm ra đây thì ngó trước mảnh sau. Ngó trước mảnh sau lại rơi bắt đầu rồi mà cuối cùng vẫn chưa được cây ưng. Đây. Cây này anh Bình anh Ngô bao nhiêu anh nhỉ? Cái này này 800 à? Sao nào ông kia ông ấy bỏ cuộc. Vườn cứ vần 350. Thằng giả nó 400 mấy rồi này, gần 500. Hôm nay mà dọn ra thì ối rồi. Không bán được sau làm lên cơ đồ cũng được. Làm lên thương hiệu. Lành lặn. Già. Già chưa cắt đã sạch rồi. Của hồi môn này. Đây hôm nay lên đôn lên chậu nhìn gấu hẳn. Hai mấy đồng bạc đúng không? Các bạn nhỉ? 29 không chậu. Chậu đang mượn. Gấu thế này mà tầm mà 30 mang ra đây là hơi khó đấy. Đây vẫn có đồ. Anh em cứ ra với gian hàng Cương Nguyễn là nhiều khi chỉ cần bắt tay làm quen. Tứ Hải Gia Huynh Đệ anh em là thân thiết ngay. Mua một lần là nhớ mãi. Mua xong lại thấy sướng à. Được cây xong lại thấy sướng à. Sướng cái thằng người à. Đấy. Cái đẹp đấy. Ở đây lại tầm nửa tháng nhỉ. Nửa tháng. Con này thì giá bây giờ nó có thay đổi thế nào không anh? 550. Hai ông rất giá trị đang ngồi đây. Mình cũng thấy con này nó cũng hay. Trả 350 rồi không bán. Cần. Đây sẵn chậu này tiện cây là vồ luôn là thay luôn. Dao kéo đây phục vụ luôn. Nha, gì phết này. Nhìn quen. Cây nguyệt quế đẹp phết nhỉ. Cây của anh Tùng à hay quá đây. Bao tiền cây này anh?
Bao tiền cây này đấy? 270. 270. Cây này có phải chúa Trịnh chơi ngày xưa không phải? Truyền lại cho anh. Anh là dòng dõi nhà chúa đúng không? Ôi giời, chữ gì nhòe thế? Từ gì rồi? Trên Bắc Linh đi trưng bày Bắc Linh ấy. À. Bắc Linh. Nguyệt đẹp ấy. Thôi, tí nữa có gì gọi Cương Nguyễn vậy. Cái đẹp đấy. Trong kia kê cây cà chưa, thông chưa. Có 3 ngày thôi à? Vất vả quá nhỉ. Nhiều cây nó đang lá nó rất là tốt, anh em phải ra tận nơi bới vén mới nhìn nó rõ được. Cây đẹp thì nhiều lắm. Alo. Alo. Ra đây nó vui ở chỗ là cây có dụng cụ, có dây dợ kìm kéo cái gì cũng có, chậu cũng có. Tấp nập. Này, phiêu phết. Đang sau lưng này, đang sau lưng của cái triển lãm này. Này, cốt này nhìn gấu phết. Đuôi dài dài. Toàn cốt đẹp. Sang bên này đá đưa cái cốt kia phát xem nào. Cốt này bao tiền đấy? Vâng, hỏi luôn. 60 triệu. 60. Nghe vậy nhỉ? Ui giời, đại ca, cây của đại ca. Nhìn thấy thèm rồi, có cho chịu không? Được đấy. Ông anh ơi, vào nốt cây này em tham khảo phát nào. Đấy. Bây giờ thấy có xương có răm rồi thích nhỉ. Xem rồi. Con này đi không báo giá được. Một tí nữa nói chuyện. Này cứ quay cho khách rồi. Này, nóng. Cái đồ bưng bê chắc anh ở đây là đỉnh cao rồi. Đẹp quá nha. Này đẹp cả tứ diện luôn. Toàn có đẹp cả. Đấy. Toàn hàng tuyển. Đây cốt này đẹp. Cốt này thì sao anh? 60. Này dễ có lộc lắm, 66 này. Tuyệt vời. Dáng đã thấy thích rồi. Cái này cũng của anh à? Cái này thì sao? Cái này bao nhiêu? 40. À, hết. Cơ bản rồi đấy. Cắt phát nữa là chơi luôn.
Viện đằng sau phát. Mở hàng chưa anh? À được. Đẹp đấy. Hay phết. Chúc bác cả đắt hàng. Chúc bác cả hết hàng. Rất nhiều cây. Cầm bỏng cả máy, bỏng hết cả tay rồi. Đấy. Chung là cứ cầm khoảng độ 5 tỷ đi. Cầm độ 5 tỷ đi cho nó tự tin. Đấy, con cốt đẹp. Mua những cái cốt này thì cứ phải mua tầm 5-7 cốt một phát cho sướng. Tuyệt vời. Phê đấy. Vâng, kìa. Em có ba cái cây hàng chợ. Đấy. Đẹp. Chưa nàng bán rẻ đi, bán rẻ cho anh đấy. Bán cái cây rồi đi về. Thế thôi, làm cái rồi về thôi. Ui, thôi bỏng máy à. Xin phép rồi. Tạm dừng video, nóng quá.